Và ở các nơi tôi đến ấy, thì các tượng Phật rất là trang nghiêm. Ví dụ như ở Myanmar là đất nước mà cái đạo Phật đấy gần như là thống lĩnh cả đất nước họ, hoặc ở Thái Lan đấy, thì chẳng thấy có cái cảnh tiền lẻ ra rơi nhét đầy tay Phật. Nhưng ở Việt Nam mình ấy, thì tượng Phật, tượng mẫu, tượng thánh, việc đầu tiên đó là cái tệ nạn thắp hương, đốt cho rõ nhiều hàng bó to như bó đuốc, xong rồi vẩy vẩy vào người này, vẩy vào người khác, rồi bắt đầu là cắm chen chúc nhau, cắm cho bằng được. Vừa mới cắm vào bát hương một cái thì lập tức có nhà đền, nhà chùa đứng bên cạnh rút ra giấm vào xô nước. Hai nữa là hoa trồng chất nhau, có những cái lọ hoa cắm không còn một chút thẩm mỹ nào cả, vì cắm trồng lên người nào cũng mang hoa đến lễ, và cuối cùng cây cắm trồng chéo lên nhau đó. Thế là hoa cũ hoa mới mất cả cái tôn nghiêm ở nơi bàn thờ. Và đặc biệt đó là ai đi cũng phải đổi tiền lẻ. Thưa quý vị, có những lần tôi xuống Phủ Dày, tôi phải đổi 100.000 để lấy có 65.000. Tôi thử thôi, bởi vì tôi biết rồi, tôi chẳng bao giờ bỏ tiền lung tung đâu. Tôi cứ vào một cái ban chính, một cái hòm công đức chính, cho tiền vào đấy, thế là xong. Và tôi cũng không quá cầu kỳ để đi phải mua hoa, mua lễ, mua quả, rồi bày một tí rồi chen chúc nhau lễ của người nọ chồng lên lễ của người kia. Còn Quốc Thái Dân An cầu cho những cái hương linh đấy được siêu sinh tịnh độ, cầu cho kiểu huyền thất tổ của chúng con được siêu ở cảnh giới lành đó, và cầu cho tâm con được an, trí con được sáng đấy. Tôi chỉ thế thôi, thì tôi không bao giờ cho con xin cái này cái kia, rồi buôn may bán đắt, rồi dự án nọ dự án kia. Tôi không cầu xin những cái việc đó, bởi vì có thể cầu tâm cầu thì tất ứng mà đấy. Thế nhưng mà chúng ta phải biết tùy nơi ăn, tùy nơi chơi, tùy chốn ạ. Chúng ta đến chùa mà chúng ta cứ cầu như thế sao cho Phật ngơ ngác à? Bởi vì Phật còn bỏ cả cung vàng điện ngọc đi tu, có cần gì đâu. Thế tại sao bây giờ nó lại tự nhiên nào là tiền bạc, nào dự án sao nhiều thế, nào là trúng quả, nào là lô đề, tức là Phật bị rối trí đấy. Thế và cuối cùng thì là không biết là phải làm thế nào. Thế rồi ở bên thánh cũng vậy, cũng tùy từng nơi để chúng ta làm những cái việc đấy, và chúng ta cầu nguyện sao cho nó đúng. Thưa các quý vị là như vậy. Và đặc biệt là cái tiền á, thì tôi có hỏi những cái vị đã thác về âm mà đã từng giữ các cái đền phủ chùa, thì các vị mới nói rằng thánh thần cũng phải âu sầu vì cái việc, tức là đồng tiền á. Thưa các quý vị, chúng ta thứ nhất chúng ta rất lãng phí khi chúng ta đổi tự nhiên 10 ăn 7, 10 ăn 6, thế là 30-40 nghìn kia chúng ta đã mất đi một cách rất là vô lý, rất là vô lý. Và chúng ta cứ giải vào các vị thánh, các vị thần đã được tôn thờ hàng trăm năm, hàng ngàn năm như vậy. Các vị là những vị rất là tôn quý, những vị rất là tôn quý, và các vị đấy còn ban cho chúng ta cơ mà. Chứ các vị cần cái sự bố thí để lẻ của chúng ta à? Chúng ta đã hiểu sai cái việc đó. Chúng ta đã hiểu sai. Và chúng ta vô tình những cái đồng tiền nào là bán cá, nào là bán thịt, bán đủ thứ, chúng ta cầm chuyển qua bao nhiêu tay người, nó rất là bẩn, rất là uế tạp, chúng ta dâng lên bàn thờ. Có những người thì ném vào trong kháng thờ, rồi bỏ vào những cái hòm mà thợ một bên cô bên cậu ạ, tiền coi như ngập hết cả đầu cô cậu, lấp cả mặt luôn, không nhìn thấy. Thì đó là cái việc vô cùng là sai trái, và quỷ khóc thần sầu chuyện đấy, chuyện đấy. Và các cái chư vị ấy nói với tôi rằng giá như khi còn sống tôi đã chứng ngộ được điều này thì tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Vâng, và thưa các quý vị, dù ít dù nhiều, 10.000, 20.000, 1.000 của bà bán rau có tâm cũng xếp ngang hàng với 1 tỷ của một đại gia vừa mới trúng mánh. Thưa các quý vị, không có phân biệt chuyện tịnh tài tịnh vật nhiều hay ít, mà cái tâm chúng ta như thế nào thôi. Vậy thì chúng ta đem bỏ vào hòm công đức một cách trang trọng, hoặc chúng ta ghi vào sổ công đức. Như vậy còn có ích lợi về mặt mỹ quan, về cái sự tôn nghiêm. Những cái nơi thờ cúng, đã là thờ cúng là phải gắn với sự tôn nghiêm rồi. Hoa đẹp trưng lên bàn thờ, quả ngon chúng ta rửa, chúng ta thắp, chúng ta đặt lên trên bàn thờ đấy. Thế thì chúng ta tại sao lại cầm những cái tiền lẻ để đặt lên xong rồi vứt? Có những người cố tình vứt qua khe cửa để vào trong cấm cung, bước vào một cái trời đất ơi, tiền lẻ, tiền 500, tiền 1.000, tiền 200. Chúng ta không hà tất chúng ta phải làm những việc như vậy. Cho nên nhà nước bây giờ chế ngự bằng cách không đổi tiền lẻ, không phát hành tiền lẻ vào các dịp Tết để ngăn chặn cái tình trạng ấy. Nhưng rồi kiểu gì cũng vẫn cứ xoay sở moi móc được. Bây giờ tiền 1.000, 2.000 đã bắt đầu đóng từng cục để
để kinh doanh vào dịp Tết và lễ hội. Đó, không cần thiết, tùy tiện. Đấy, đặt ở những cái nơi mà tôn nghiêm như vậy không đúng. Rồi có khi các mẹ chúng ta cất tiền đấy mà, chúng ta cất ở cái chỗ kín lắm ấy, tự nhiên lại kéo ra rút một tờ đặt lên bàn thờ thánh ạ, đúng không? Đấy, thế thì thật sự là rất là không hay. Vâng, thì mùa lễ hội thì bà con chúng ta cũng nên nhớ. Và mỗi đi đâu ấy, thì nếu có việc làm hay thì một nhóm, một đạo tràng, ví dụ chúng ta rủ nhau, chúng ta đến, chúng ta công đức một chút, rồi chúng ta tìm một chỗ, chúng ta đặt một cây hoa hay là một trồng một cái cây nào đấy, thì vừa có tác dụng đẹp cho môi trường, đẹp cho cái ngôi chùa, ngôi đền đấy, và đẹp cho môi trường, tốt cho môi trường. Và chúng ta cũng vậy, mỗi năm đi lễ lại nhìn thấy cái cây của chúng ta lớn lên, rồi nhìn thấy chúng ta công đức, hôm nay chùa sửa sang được từng này, mai sửa sang được từng kia. Và cũng xin thưa quý vị rằng ấy, nếu không có sự phát tâm của quý vị một ly một like một chút thôi, thì cũng sẽ chẳng có cái hội trường nào mà chúng ta ngồi để mà nghe pháp thoại, để chúng ta cùng tu tập đâu ạ. Đấy, tất cả các cái vị đi tu hành trong cái thuyết tam thí, thí tài, thí pháp, thí vô úy, đấy, thì các vị thí tài có bao nhiêu, thí tài bấy nhiêu, chứ cũng đừng quá quan ngại băn khoăn rằng tôi có nhiều, tôi có ít, rồi quan ngại rằng ấy là tôi lên chùa bàn này đặt tiền bàn kia không đặt, nó ngại. Các quý vị không sử dụng cái tiền đấy đâu, mà cái tiền đấy đúng nghĩa là tiền dầu nhang, tức là để dầu nhang hương khói ở cái nơi thờ tự ấy đó. Và còn cái tiếp theo nữa, ý nghĩa của cái việc sử dụng tiền khi đi cúng dường ở các ngôi chùa thì để dành kỳ sau, việc của thầy Nhàn sẽ phải giải thích cho các quý vị. Vâng, để chuẩn bị đón xuân Kỷ Hợi. Vâng, sang năm là con lợn vàng. Thể nào cũng có những người chuẩn bị là tuổi Dần, tuổi Thân, tuổi Tỵ, tuổi Hợi bắt đầu tá hỏa lên. Ui, năm nay là vận hạn đây, chúng ta phải đi giải hạn. Rồi lại cúng lễ linh đình xì sụp. Thầy cúng lại được dịp thu tiền. Vâng, thưa các quý vị, tất cả đều khởi tại tâm. Đấy, tâm tùy duyên khởi, tùy tâm, tâm tùy duyên khởi, cứ vậy. Cho nên các vị cứ khởi tâm nghĩ đến những điều lành, những cái điều tốt, tu niệm đầu năm đến chùa, dự một khóa lễ, thầy lễ cầu an, chúng ta cùng nhau phóng sinh chim trời cá nước, rồi chúng ta cùng nhau cầu nguyện điều tốt lành, nghĩ đến những điều tốt lành. Đấy, thì chúng ta sẽ gặp được những điều lành. Còn cuộc đời nó là nghiệp và cái nợ đồng ngần. Cái nghiệp hôm nay chúng ta gieo nghiệp thì sẽ được tích lại, hôm nay chúng ta gieo phúc cũng được tích lại. Trong 49 ngày đấy là chúng ta phải khai đã làm việc gì tốt, đã làm việc gì xấu. Chẳng may có lỡ ra khai điều tốt nhưng mà thực ra không làm tốt thì cũng sẽ bị vạch trần ra ngay thôi, chúng ta không nói dối được. Vâng, và nghiệp phúc cũng từ đấy, cũng từ cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta hôm nay. Cho nên đôi khi có những gia đình người ta cứ bị trùng cộng nghiệp, tức là những cái gì người ta có câu buôn có bạn bán có phường, tức là ví dụ những cái người cùng cộng nghiệp làm việc xấu ấy, thì họ tự nhiên họ tụ vào với nhau. Ví dụ có những băng đảng họ về cùng nhau, và tự nhiên trong cái nhân duyên kiếp sau họ về cùng một gia đình, và tự nhiên họ sẽ cùng phải cộng nghiệp với nhau, cho nên họ cứ có tai họa liên tiếp. Đấy, chứ còn có những người cứ nghĩ rằng là tại phần âm như thế này hay tại như thế kia. Không hoàn toàn là như vậy, cũng có, nhưng không phải là hoàn toàn. Cho nên khi mà chúng ta gặp được những cái nghiệp chướng ấy, thì việc đầu tiên là chúng ta phải tĩnh tâm cái đã. Đừng có vội, đừng có tá hỏa lên mà đi cúng, đi lễ, đi làm những cái việc hết sức là dị đoan. Đấy, mà chúng ta phải tĩnh tâm là việc đầu tiên. Đấy. Thứ hai nữa là khi chúng ta gặp những cái năm xuân tháng hạn, thì chúng ta làm gì? Là chúng ta cứ làm những cái điều tốt lành, làm những điều công quả, làm công đức. Có tiền thì đi làm từ thiện, chẳng có thì đến chùa làm công quả, rồi đi làm công đức cùng với bạn đồng, với cả đạo tràng. Đấy, để chúng ta tích phúc, tích thiện. Và chính cái việc hôm nay chúng ta nghe được những điều này, chúng ta về chúng ta nói lại với những người thân yêu, bạn bè của chúng ta, thì đấy cũng là một cái việc mà các quý vị đang đi hoằng pháp đấy. Tức là chúng ta truyền ơn, lan truyền cho nhau, việc này nên, việc kia thì không nên. Và đấy là chúng ta cũng đang thực hiện là đi thí. Đi thí chứ không phải chỉ thầy Nhàn hay chỉ cô Hằng mới làm được việc đấy đâu ạ. Mà chúng tôi là công cụ, tôi vẫn nhắc lại, tôi là công cụ để thức đạo. Đấy, để thức đạo, để chúng ta có niềm tin, chúng ta có đức tin, và để chúng ta cùng nhau tu tập để có một cái
cuộc sống là sáng đời, sáng đạo, đẹp đời. Và chúng ta có cái sự an lạc trong cuộc sống, trong tâm hồn mỗi ngày, mỗi giờ. Đấy, và chúng ta khi an lạc trong tâm hồn mỗi ngày, mỗi giờ thì chúng ta sẽ có hạnh phúc trong suốt cả cuộc đời của mình. Vâng, và hôm nay nhân duyên về đây thì tôi chia sẻ với các quý vị của chúng ta. Tôi cũng không biết rằng có đáp ứng được cái kỳ vọng của các quý vị hay không, nhưng tôi đã chia sẻ bằng cái tâm của mình, bằng tất cả những cái sự hiểu biết, những sự trải nghiệm của mình trong 30 năm. Và cũng kính thưa các quý vị là hiện thì tôi đang công tác ở trường Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, và nơi công tác thứ hai của tôi đó là Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người. Thì ở nơi đó có một câu lạc bộ gọi là câu lạc bộ ứng dụng tiềm năng con người, chính là nơi những nhà ngoại cảm, những người có khả năng đặc biệt như tôi đem cái khả năng đặc biệt của mình ứng dụng trong cuộc sống để giúp cho bách gia trong họ, giúp cho bách gia trong họ. Người thì giúp về việc này, người giúp về việc kia, tức là mỗi người một việc trong cái khả năng của mình được bề trên giao phó và chúng tôi thực hiện. Công việc của chúng tôi là như vậy. Còn trong cuộc sống đời thường thì